Cho các bạn để tìm một chiếc điện thoại màn hình lớn, RAM nhiều, cấu hình khủng thì quả thực là quá đơn giản ở thời điểm này. Nhưng tìm một sản phẩm nhỏ gọn mà vẫn có các công nghệ mới nhất mới là thử thách. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc điện thoại có đặc điểm như vậy với tên gọi là Jelly Phone. Thiết kế của máy nếu đặt cạnh các smartphone phổ thông thì quả thực là quá nhỏ bé nhờ màn hình 2,45 inch. Jelly thậm chí còn có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của trẻ nhỏ và nó vừa với bất kỳ một cái túi quần jean nào. Đương nhiên, Jelly sẽ được chế tác từ nhựa để có khối lượng nhẹ nhất có thể, nhưng đây cũng chính là lý do mà máy sẽ không có dáng vẻ cao cấp. Kích cỡ nhỏ bé giúp các bạn có thể dễ dàng thao tác bất kỳ trên màn hình của máy chỉ với một ngón tay duy nhất, nhưng sự nhỏ bé cũng có mặt trái khi mà các bạn soạn thảo văn bản, nhắn tin sẽ tương đối khó khăn. Đây là một chiếc máy có thể tháo rời pin ở mặt sau, lộ ra hai khe cắm SIM cùng với một khe cắm thẻ nhớ. Nhìn chung về thiết kế, Jelly là một sản phẩm giá rẻ, kích cỡ cực kỳ nhỏ nhắn và có chất lượng hoàn thiện trung bình. Về cấu hình, Jelly có hai phiên bản là với phiên bản thường thì RAM 1GB, ROM 8GB và bản Pro được nâng cấp lên thành 2GB RAM và 16GB bộ nhớ trong. Vi xử lý của máy không được nêu rõ tên mà chỉ có chung là lõi tứ 1,1GHz. Ngạc nhiên nhất là khi máy bán ra sẽ được cài đặt sẵn trên nền tảng Android 7.0 Nougat. Sử dụng cấu hình khiêm tốn như vậy, đương nhiên việc chơi game không phải là thứ mà máy hướng tới, nhưng trong các tác vụ thông thường, Jelly tỏ ra rất mượt mà và không có dấu hiệu giật lag. Đây có thể được coi là điểm cộng của máy. Không biết có phải nhờ màn hình siêu nhỏ cùng với độ phân giải chỉ 240x432 pixel đã giảm đi đáng kể gánh nặng cho vi xử lý hay không. Qua việc chạy trên Android, bạn có thể tải rất nhiều ứng dụng để sử dụng trên máy và Jelly cũng được coi là chiếc điện thoại nhỏ nhất thế giới đến thời điểm này hỗ trợ công nghệ 4G LTE. Và với 4G LTE các bạn sẽ có lướt web, đào nhạc, xem phim các thứ dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Jelly dù siêu tí hon nhưng vẫn được trang bị đầy đủ camera cả trước lẫn sau với độ phân giải lần lượt là 8 và 2 megapixel. Chất lượng ảnh từ bộ đôi camera này không tốt lắm, nhưng dù sao đây cũng không phải là một chiếc điện thoại hướng đến việc chụp ảnh. Pin của máy có dung lượng 950 mAh, theo nhà sản xuất thì đủ dùng cho 3 ngày làm việc và có thời gian chờ lên tới 7 ngày, một con số cũng khá là tốt so với các smartphone hiện nay. Ngoài ra, Jelly trang bị đầy đủ các kết nối tiên tiến từ Wi-Fi, 4G LTE cho đến Bluetooth 4.0 và sẽ bán ra với 3 màu cơ bản là đen, trắng và xanh da trời. Thông tin quan trọng nhất của máy sẽ là giá bán. Phiên bản thông thường của chiếc Jelly sẽ có giá là $79, tương đương 1,6 triệu đồng. Còn bản Pro với nâng cấp về RAM và bộ nhớ trong sẽ có giá là $95, rơi vào khoảng 2 triệu tiền Việt Nam. Đây có lẽ chưa phải mức giá quá tốt khi mà ở thời điểm hiện tại, các bạn chỉ cần bỏ ra 1.390.000 đồng ở Diệu Đông Minh là đã mua được chiếc WM10 với RAM 2GB, màn hình 5 inch HD và cũng hỗ trợ công nghệ 4G LTE tiên tiến không kém gì. Và đây là một sản phẩm rất đặc biệt, rất nhỏ gọn, có hỗ trợ 4G LTE tiên tiến nhất và dành cho những bạn nào cần một chiếc máy backup xinh xắn và sẵn sàng nếp vào bất kỳ đâu để riêng bạn. Chúng ta cũng có thể mua Jelly để tặng cho trẻ em mà không lo máy có quá nhiều tính năng khiến bé sao lãng việc học hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ý kiến của các bạn về sản phẩm này như thế nào? Hãy comment ở phía bên dưới để mọi người cùng biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.